Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng đã có những chỉ đạo quyết liệt về chính sách mở rộng thị thực để thu hút thị trường khách lớn, chi tiêu cao. Những người làm du lịch kỳ vọng chính sách miễn visa được mở rộng sẽ là cú hích cho toàn ngành trong năm nay và những năm tiếp theo. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 vừa qua đạt trên 1,5 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu lượt, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các thị trường ở châu Âu đều tăng trưởng sôi động, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực. Tôi chỉ đi du lịch có 2 tuần và không cần phải làm visa vào Việt Nam. Thủ tục xin visa rất lâu và phức tạp, nên tôi thấy rất thuận tiện khi đến những nước không cần visa. Trong thị trường Tây Ban Nha của tôi thì lượng khách đã đến tăng vượt bậc từ sau tháng 8 năm ngoái cho hiện tại tháng 3 năm nay, thì lượng khách tăng vượt bậc gần như là tháng nào tôi cũng có rất nhiều đoàn đến và mỗi đoàn trên 30 khách. Được miễn visa đã khiến quyết định đi du lịch của du khách nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều. Thay vì chuẩn bị các thủ tục mất thời gian, hai du khách người Ý này đã ngay lập tức thực hiện chuyến du lịch đến Việt Nam sau khi đến Campuchia. Chúng tôi nghĩ đến Việt Nam sau khi đi du lịch Campuchia và thật thuận tiện dễ dàng cho chúng tôi khi Việt Nam miễn visa 45 ngày. Việt Nam là đất nước tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á vì con người thân thiện, dễ mến, ẩm thực phong phú, tuyệt vời. Chúng tôi có 45 ngày ở Việt Nam mà không cần visa. Thật tuyệt vời. Việt Nam là một quốc gia thân thiện với du khách nước ngoài. Người dân luôn nhiệt tình, mến khách, là nơi dễ đến và ở lại. Tôi rất thích Việt Nam. Hiện Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước thời hạn 90 ngày. Với số lần xuất nhập cảnh không giới hạn, công dân của nước Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày kể từ sau chính sách này. Từ tháng 8 năm 2023 đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều đạt trên 1 triệu lượt khách một tháng. Cái tín hiệu khách quốc tế đến Việt Nam rất là tích cực. Ở đây có rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng đó là những cái chính sách cởi mở hay là thông thoáng thân thiện về visa của Việt Nam đã được bạn bè thế giới đánh giá rất cao. Trên thực tế, dù có nhiều cải thiện, song chính sách visa của Việt Nam chưa thể so sánh được với các nước trong khu vực. Theo các chuyên gia du lịch, chính sách thị thực luôn là một công cụ sắc bén để các quốc gia nâng cao năng lực cạnh tranh về du lịch, thu hút khách quốc tế. Do đó, việc Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao nghiên cứu mở rộng chính sách miễn visa đơn phương cho khách du lịch từ các thị trường tiềm năng ngay sau dịp Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.